Cái lớp của thầy Hùng lần này thì cũng là lần đầu tiên mình làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Mà mọi người đều quen với việc là hàng năm thì đều về Đà Nẵng, về thành phố biển, về Hội An để mà học với nhau. Dần dần thì mình cũng phải nghĩ là mình làm ở đâu để cho cái công tác tổ chức nó tiện hơn. Everything that I learned before, etc. Okay, it's good. It's for my culture, it's for my sensibility, etc. But when I put two shots together and then suddenly there is something about the expressivity that appear to me. Something that is so powerful behind this. And this is everything. This is infinite. It's it opened to everything. The style of the film, like you're saying that style when you're writing the script already? The style is what you have done right while shooting the movie. This is your style. Đối với chị Mùa Thu, nó là cái kỷ niệm, chắc là cũng kỷ niệm rất là lớn trong một cái phần đời mà mình cũng đã tương đối trưởng thành ấy. Mình cũng biết mình đang làm gì ấy. Thì cá nhân chị thì vui bởi vì 10 năm rồi, năm nay lần đầu tiên mình dám chui vào lớp ngồi học ấy. Tại vì mình không còn phải lo lắng những cái công việc tổ chức xung quanh. Một cách nào đấy thì tự cái tổ chức nó đã đủ lớn và mình có rất nhiều cái sự hỗ trợ của mọi người ấy. Được nghe những cái chia sẻ của anh về chuyện làm phim, về những cái triết lý trong cái việc làm phim, và không chắc thành chắc là không chỉ có mình đâu mà tất cả mọi người trong lớp đều rất là hào hứng và cũng rất là cảm thấy rất là được học rất là nhiều điều. Nó không chỉ là một cái trải nghiệm cá nhân mà nó là một cái nghệ thuật thực sự để khiến thầy có thể xúc động nó dù đã coi nó rất là nhiều lần. This is my first time having to attend the directing workshop. I feel also very fortunate to have this kind of opportunity to discover his cinema, his way of filmmaking. I think it's a luxurious thing when you can wake up and have a good breakfast and then you listen to Jon Anung. So there's nothing better you can do. I learned a lot and cooperate and learning with other guys from Singapore, from local Vietnam, yeah, from Thailand, everywhere. He really answered a lot of my questions that I have in my heart about filmmaking. Taboo, sunrise. Then, would I to express it? It's in the story. Imagination, you cannot tell the story forever. You have to tell it in a certain amount of time to get it right for the theme, okay? Why here is on the top and not this? Khi mà mọi người tham gia vào đó thì như chúng ta đều thấy là với một cái tinh thần là khá là căng thẳng, bởi vì những cái trao đổi trong lớp học, những cái bài học mà thầy đưa ra đều có một cái ý rất là thách thức ở trong đó, nhưng đồng thời có một cái yêu cầu rất là cao ở trong đó. Thì tất cả những cái ý đó nó luôn luôn khiến cho cái người đạo diễn, những cái người mà tham dự vào cái lớp học này, họ ở trong một cái tinh thần tôi tin là nó có cái chất bất an, cũng như là có một cái chất gì đó nó không dễ chịu một chút nào cả. It is very inspiring. That's what I feel at least. It is very refreshing, and it's kind of sets up, you know, my own way of filmmaking from another perspective, which is very important. He say when the things you got choices, it's not art. If it's an art, it's no choice. It's all made by the artist. Yes, because every artist is unique, so unique. So they have to insist what they think, what they want, and they made it. And the works must be the only one in the world. Yeah, so yeah, impressive. Cái tinh thần của Gặp Gỡ Mùa Thu vẫn vậy, vẫn là những cái lớp học với một cái tinh thần nó rất là tươi trẻ, rồi
một cái cảm giác là mọi người vẫn trở về nhà. I'm so grateful that Autumn Meeting invited me, and it just feel like being a student back again. Even we speak different languages or we live in different countries, there's something we share because there's films that we watch. Đặc biệt khi mình coi phân cảnh đó trong những cái lớp học như thế này thì nó trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Khi tất cả mọi người cùng xem nó thì mình thấy có một cái sự kết nối kỳ lạ nào đó giữa mình cũng như các học viên cũng như thầy Trần Anh Hùng. Thank you, Teacher Home. Thank you for teaching me. I'm very grateful for that. Yeah. Love you. Nghệ thuật và tình yêu của điện ảnh, tình yêu dành cho cái đẹp là cái mà sẽ kết nối tất cả mọi người trong lớp học lại. Khi mọi người cùng ở đây, mọi người ở trong cái workshop này là mọi người đã cùng chia sẻ cái tình yêu điện ảnh rồi. Làm phim trong một cái điều kiện nào, với một cái thế hệ nào, với một cái tâm thế nào thì đối với điện ảnh có lẽ là mình vẫn cần phải có một cái duy trì, một cái tình yêu thuần khiết với nó. Nó không thể thay thế được, nó là một cái tình yêu duy nhất để mà chúng ta hiểu là có được một cái gì với nó, có được một cái niềm hạnh phúc với nó thì phải hy sinh thôi. Và tôi tin rằng là các bạn sẽ nhận được cái tinh thần đó trong những cái bài học của thầy. Đối với Autumn Meeting thì cái khóa học đầu tiên mà chúng tôi có được cũng như là cái năm đầu tiên mà có thể đánh dấu cái sự ra đời của Gặp Gỡ Mùa Thu chính là khóa học với thầy Trần Anh Hùng. Cái năm đầu tiên đó thì chỉ có 12 học viên hoàn toàn là từ Việt Nam thôi. Trong đó thì có 4 đạo diễn. Bây giờ thì những cái đạo diễn đó thì họ cũng đã làm phim và họ bắt đầu có những cái tác phẩm phim dài và được ghi nhận. Cái điều thú vị là ở từ cái lớp học đầu tiên đó thì chúng ta đã có bắt đầu có những cái gương mặt, một cái thế hệ làm phim mới. Và cái tinh thần đó của Gặp Gỡ Mùa Thu, cái tinh thần mà muốn mọi người đều có thể cùng gặp nhau để mà có thể chia sẻ những cái tình yêu điện ảnh cũng như là nghe được những cái chiêm nghiệm, những cái kinh nghiệm cũng như là những cái quan điểm của một cái người thầy rất là đáng kính cũng như là một cái người thầy rất là thông tuệ, thì cái chuyện đó nó rất là có ý nghĩa. Và cái tinh thần đó nó cũng được tiếp tục từ cái mùa Gặp Gỡ Mùa Thu đầu tiên cho đến nay. Và tại sao chúng tôi duy trì là bởi vì tôi nghĩ là một cái người thầy với một cái quan điểm vững chắc về điện ảnh thì chúng tôi muốn hướng tới một cái ngôn ngữ điện ảnh nó thuần khiết, thuần túy và có một cái độ vững chắc. Và vì thế cho nên là chúng tôi nghĩ là những cái bài học này nó không bao giờ cũ đi cả. Và nếu mà có làm tiếp Gặp Gỡ Mùa Thu thì chúng tôi vẫn có cái lớp học này thôi. Khi mình kết thúc nghĩa là mình sẽ có những cái điều mới mẻ chuẩn bị đến. Và cái cốt lõi, cuối cùng cái giá trị cốt lõi của mình là mình muốn nhìn thấy cái sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Mình muốn nhìn thấy có nhiều các nhà làm phim trẻ nhanh chóng làm được cái phim của mình. Thì nếu mà đấy là cái giá trị cốt lõi thì dù chị nghĩ nó là mùa thu hay mùa xuân thì nó vẫn sẽ đóng góp vào cho cái giá trị đấy cho cộng đồng. Cái giá trị đấy nó sẽ không bao giờ thay đổi bởi vì mình đã mong muốn cái điều đó rồi. Nó chỉ có là bây giờ nó sẽ vận hành theo một cách thức như thế nào thôi. Chứ mình làm đâu phải vì chữ mùa thu hay mùa xuân, mình làm là vì một cái cộng đồng các nhà làm phim mà. Thì chị cũng suy nghĩ về cái chuyện kết thúc, nó chỉ là một sự để mở ra thôi. Cái tòa nhà cũ đó để mà khi mà mình quẹt hết rồi đó thì mình khi mình quay thì mình kết với một thằng bé nó ngồi ở trên đó, như cái phần cao cao đó thì nó ngồi trên cái phần cao cao đó, mình thấy lưng quẹt.